Ngày 21 tháng 7, Vĩnh Long ghi nhận thêm 25 ca nghi mắc COVID-19. Thông tin từ Ban Chỉ đạo Phòng chống COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, tính đến 7 giờ sáng ngày 21 tháng 7 năm 2021, tỉnh ghi nhận thêm 25 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2. Như vậy, tổng hợp từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến sáng ngày 21 tháng 7 năm 2021, toàn tỉnh có 458 ca đã công bố, 14 ca nhập cảnh, 444 ca cộng đồng, 25 ca nghi nhiễm mới chờ Bộ Y tế công bố. Trong 25 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, có 23 trường hợp đều là các F1 liên quan chuỗi lây nhiễm tại công ty trách nhiệm hữu hạn Tị Xuân đã cách ly tập trung trước đó tại Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long, 1, Trung tâm Y tế Long Hồ, 4, Trung tâm Y tế Tam Bình, 18. Đối với 2 trường hợp là công nhân Tị Xuân, xưởng A12, B6, qua khám và sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long ngày 20 tháng 7 năm 2021 có địa chỉ Long Hồ, 1, Tam Bình, 1. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Vĩnh Long cần siết chặt hơn nữa công tác phòng, chống dịch COVID-19. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu Vĩnh Long bằng mọi giải pháp cố gắng xây dựng thành vùng an toàn trong thời gian nhanh nhất, tận dụng tối đa thời gian vàng thực hiện chỉ thị 16 / chỉ thị Thủ tướng để tổng lực, tăng tốc đẩy nhanh xét nghiệm truy vết, điều tra dịch tễ, khoanh vùng, dập dịch. Chiều ngày 21 tháng 7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long về công tác phòng chống dịch COVID-19 ảnh. Phó Thủ tướng yêu cầu Vĩnh Long cần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở, siết chặt quản lý, củng cố các tổ phòng chống COVID cộng đồng, cũng như các tổ chốt kiểm tra giám sát địa bàn đi từng ngõ, gõ từng nhà, quản lý chặt người ra vào địa phương. Tuyệt đối không để ai từ vùng dịch về địa phương mà không khai báo, ai không khai báo xử lý nghiêm, thực hiện cách ly phù hợp đối với trường hợp F1, F2, tăng cường xét nghiệm mẫu gộp theo từng khu vực có nguy cơ cao. Bằng mọi giải pháp cố gắng xây dựng thành vùng an toàn trong thời gian nhanh nhất, tận dụng tối đa thời gian vàng thực hiện chỉ thị 16 / chỉ thị Thủ tướng để tổng lực, tăng tốc đẩy nhanh xét nghiệm truy vết, điều tra dịch tễ, khoanh vùng, dập dịch, chặn đứng chuỗi lây nhiễm, không để lây lan ra cộng đồng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Y tế căn cứ trên nhu cầu, đề nghị của tỉnh để điều phối nhân lực, vật lực hỗ trợ kịp thời, nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Theo Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh, tính từ ngày 1 tháng 1 đến 7 giờ ngày 21 tháng 7, tỉnh đã ghi nhận 483 ca mắc COVID-19, trong đó có 460 ca mắc trong cộng đồng. Hiện toàn tỉnh có trên 3.100 trường hợp cách ly tập trung, trên 9.931 trường hợp cách ly tại nhà. Tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 4 trường hợp tử vong do COVID-19. Các bệnh nhân có triệu chứng phát bệnh nhanh từ 8 đến 10 giờ là tử vong, phổi đông đặc hoàn toàn. Tỉnh Vĩnh Long hiện có 2 máy xét nghiệm RT-PCR hoạt động với công suất 560 mẫu đơn trên ngày và có thể khai thác tối đa đạt 1.500 mẫu đơn trên ngày, mẫu gộp là 3.500 mẫu. Một mẫu đang trong giai đoạn hoàn thiện, khi hoàn thiện năng lực xét nghiệm 400 mẫu đơn trên ngày, có thể khai thác tối đa công suất, hướng tới đạt 1.000 mẫu đơn trên ngày trong trường hợp dịch diễn biến phức tạp hơn. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định thành lập thêm 2 bệnh viện dã chiến tại huyện Mang Thít và Tam Bình trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, bệnh viện dã chiến số 2 trực thuộc Sở Y tế đặt tại cơ sở mới của Trung tâm Y tế huyện Mang Thít với quy mô 150 giường bệnh, thành lập bệnh viện dã chiến số 3 đặt tại Trung tâm Y tế huyện Tam Bình với quy mô 350 giường bệnh. Thời gian hoạt động của 2 bệnh viện này, từ khi được kích hoạt cho đến lúc được cấp có thẩm quyền giải thể khi tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, các bệnh viện này có sẽ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19, người bệnh tiếp xúc gần với ca bệnh COVID-19. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long trực tiếp chỉ đạo và vận hành, điều động lực lượng, phương tiện phục vụ hoạt động theo kế hoạch và quy chế tổ chức của bệnh viện, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn tại bệnh viện. Trước đó, ngày 7 tháng 7 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập bệnh viện dã chiến đặt tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú, Long Hồ, có quy mô 50 giường bệnh, hiện đang điều trị 110 bệnh nhân mắc COVID-19.